Cô chào Thế Thảo nhé. Cô và con sẽ nghe lại cái video bài đọc ngày hôm nay của con nha. Cô giáo em tên là gì? Seven. Ear. Hear. Near. Nào con chú ý cô này, khi mình đọc là ear mình phải ghép vào từ cho nó đảm bảo mình không đọc là hear. Near. Mình làm đọc rõ ra, ví dụ từ hear. Hear. Near. Near, làm các âm nó có sự kết hợp nhuần nhuyễn vào với nhau nhé, mình không đọc tách ra từng từ như vậy nha. Here. Đấy, từ này here. 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 Dear. 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 Beard. 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 Clear. Clear. Không đọc là clear nhé. Clear. 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 Window. Window. Từ này mình sẽ đọc là weary. 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 Oh, xin lỗi. Weary. Weary. Dear. 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 Creature. Creature. Nào, từ này đọc là career, career, career. Engineer, engineer, cheer, cheer. Từ này sẽ đọc là cheer, cheer, cheer. Beer, beer, em đã quên rồi. Beer. Tiếp này, chúng ta sẽ nghe cái video bài đọc của con. Phần tiếp theo nha. Cô sẽ đem xin được chương trình Seven. Chúa. 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 Nào, từ này mình không đọc là Chúa. 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 George. Từ thứ hai, secure, secure. Từ thứ ba, tourist, tourist, tourist. Cool, cool. Curious, curious, curious. Furious, furious. Furious, furious, furious. Europe. 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 Boar. Boar. Plural. Plural. Insure. Insure. Cái này mình sẽ học là insure. 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 Mature. Mature. Now. Từ này, từ tiếp theo, từ đầu tiên là hàng thứ ba. Mature. 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 Pure. 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 Cooler. Cooler. Cái từ này nó có bốn âm mà con. Cool là làm cool. Cool là làm cool. Cool là làm cool. Sure. 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 Mình sẽ phải chỉnh lại rất là kỹ cái phần nguyên âm mú r nhá, vì từ này mình đọc sai khá là nhiều. Và hình như là Thảo đang đọc thiếu nguyên âm mé r đúng không? Cô mới chỉnh cho con hai video nguyên âm ý r và ú r thôi. Còn mình đang thiếu nguyên âm mé r, mình bổ sung cho cô nhá.
À, cô chào thầy Thảo nha.